Yo, xin chào mừng anh em đến với kênh của mình. Và mình là Thiện, còn đây là vợ. Ủa, nó bắt tay rồi. Thiệt tình luôn á, đang quay clip bỏ đi đâu hả trời. Để vô coi đang làm gì. Ủa, sao đang quay clip tự nhiên bỏ đi đây ngồi. Đây là em thấy đi. Làm gì nữa đây trời. Ủa, đang coi clip của anh hả? Ừ, em đang coi clip của anh nè. Hình như cái clip này là ăn kem tuyết khổng lồ đúng không? Đúng rồi đó anh, tại thấy clip này ăn ngon ghê. Ủa, bộ em chưa ăn cái này bao giờ hả? Chưa, em chưa có ăn mà. Bữa anh mua không à? Trời gì kỳ vậy, bữa anh mua hai chai luôn à? Anh mua anh ăn, em có ăn đâu. Trời, mình tưởng mình bỏ tủ lạnh rồi, vợ mình đồ ăn rồi mà không ai ăn luôn hả ta? Vậy giờ em cũng ăn giống trong cái clip như anh không? Muốn. Vậy giờ đi siêu thị không? Ok. Vậy đi siêu thị ha. Ok. Ok, vậy bây giờ mình với vợ mình sẽ đi siêu thị rồi mua kem tuyết về cho vợ mình ăn. Đấy, tại vì lần trước vợ mình chưa ăn luôn. Mình mua hai chai mà không hiểu tại sao vợ mình không ăn luôn á. Ok, bây giờ đi siêu thị thôi. Let's go. Ok anh em, bây giờ mình đã vô trong siêu thị rồi. Hiện tại bây giờ thì vợ của mình đang đi tìm xe để đựng đồ. Giờ mình tới rồi kìa. Ủa, em xe đâu em? Xe đây nè. Trời, xe nhỏ xíu vậy. Ủa, thầy miếng có xe đẩy được hả? Trời ơi, cái xe nhỏ xíu sao đi được. Ok anh em, đi theo tôi. Đi xe này đi cho nó chắc. Mua đồ chơi. Cái gì? Cái gì vậy? Gì vậy? Ây da. Gì vậy? Nè, chóc móng luôn rồi. Hay quá. Chơi gì kỳ vậy? Chóc móng luôn ta luôn nè. Miếng móng nè. Ok anh em, nãy giờ đi tìm thì cuối cùng mình cũng đã thấy được kem tuyết rồi anh em. Và vợ mình đang lấy rồi. Em lấy được mấy chai hả? 5 chai. Trời, nhiều vậy. Là một tô kem tuyết khổng lồ mà. Ủa, có tiền không mình làm kem tuyết khổng lồ. Để mình coi coi giá nó bao nhiêu. 113.500 một chai. Ok anh em, đây là cái bóp của tôi nha anh em. Để tôi coi coi có bao nhiêu tiền mà 113.500 một chai sao mua được. Tôi có 3.000 nè, mua đủ không em? Không, 3.000 sao mua. Vậy thôi đi về. Em biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Trời, ngày quan trọng em không biết hả? Không. Ngày sinh nhật của anh. Thiệt hả? Ừ, kìa. Thấy chưa, người ta làm cho anh nguyên mất sinh nhật bự thì bá luôn, thấy không? Ghê chưa, rất nhiều của anh á. Ok anh em, sau khi hai chồng mình đã gọi là lăn lộn ở trong siêu thị rồi thì bây giờ cuối cùng vợ chồng mình cũng đã mua được hai chai kem tuyết rồi đó. Nhưng mà ở video trước á, anh em nhớ không, là mình đã ăn kem tuyết rồi mà mình ăn không á, nó ngán lắm. Cho nên là hai chồng mình còn mua thêm một vài món đồ nữa. Bây giờ hai chồng mình sẽ cho anh em xem nha. Hai vợ chồng mình mua được sandwich nè. Rất là nhiều bánh snack luôn nha anh em. Đây nè, quá trời bánh snack luôn. Một bịch xúc xích nữa nè. Thêm một hộp bánh bông lan. Đó, một hộp bánh bông lan chấm ăn cho nó đã. Hôm nay là quyết tâm là ăn cho nó ngon luôn mà. Và cuối cùng là một cái món mà phải nói là mình thấy ai ai cũng ăn cái món này chung với kem tuyết hết á. Đó là cái gì đem? Một món dâu. Ok anh em, hiện tại trên tay của hai vợ chồng mình đó là hai chai kem tuyết. Và ngày hôm nay mình sẽ cho vợ mình trải nghiệm xem kem tuyết ngon đến cỡ nào nha anh em. Và mình cũng đã chuẩn bị cái tô giống như lần trước nè anh em, thấy chưa? Rồi ok, bây giờ thì có lẽ mình sẽ nhường cái quyền gọi là xịt vô cái tô này cho vợ của mình. Tại vì mình lần trước mình xịt rồi, cho nên là lần này nhường cho vợ nha. Rồi ok, mình sẽ bỏ cái chai này qua. Rồi, cho em xịt luôn á. Rồi mình trước khi xịt nhớ lắc lên cái. Lắc, đúng rồi, lần trước á là mình cũng như vậy đó bạn. Phải lắc lên mới được. Đó, bây giờ anh em đợi coi. Vợ mình xịt nè. Ủa sao xịt được anh? Ủa, không kỳ vậy, cái chai này lúc xịt bình thường mà. Quậy gì đâu, có em xịt coi. Cái gì đây? Sao thiệt luôn á, em không biết xịt theo giả bộ vậy. Không biết xịt, em có ăn đâu mà biết xịt. Thôi xịt mà, gấp vậy luôn nè. Hay quá. Ôi mà ngon nè. Này thấy không, này thấy không. Nè, rất ngọt luôn. Rồi, cho em xịt luôn. Trời ơi, dơ hết người của anh rồi. Ừ, em xịt. À, em lắc đi rồi, em cầm xịt, xịt xuống. Đó, đã chưa nè, đã chưa. Vợ mình mới lần đầu tiên cho nên là lần đầu tiên nó vậy nè. Bực ghê luôn á. Rồi, đó. Ok, xịt up. Vậy là được rồi, lần này là mình ăn không phải là kem tuyết khổng lồ mà mình sẽ ăn với tất cả mọi thứ, cho nên là không có cần phải xịt nhiều. Mà bây giờ đang tới mình phải rửa cái mặt mình đã chứ mặt gớm quá. Thơm ha, thơm ha. Rồi ok, đầu tiên là ăn cái gì đây? Bánh snack. Ok, ăn thử bánh snack chấm với cái này coi nó ngon không nha anh em. Cho em thưởng thức trước luôn. Nói chung là em ăn, anh ăn rồi nên anh biết cái cảm giác rồi. Còn bây giờ em cứ ăn đi. Đó. Chấm vô đó rồi, rồi đưa lên cho anh em coi. Cho anh em coi chấm nè. À, đã chưa? Để sáng sát cho anh em thấy. Rồi, đấy. Rồi, ăn đi, ăn coi ngon không? Kem tuyết là sao? Ngọt, béo. Béo mà ăn cái này ngon không? Ngon. Đâu để mình thử cái nha anh em.
Ok. Ờ hồi nãy quên mời anh em. Đây mời anh em nha. Đây cái này quét rồi nè. Thử miếng coi. Cũng ngon á. Ừ. Mình tưởng là ăn với cái đồ mà mặn á, với cái kem tuyết này á thì nó sẽ khó ăn. Nhưng mà nó ngon lắm. Nè ăn tiếp đi. Ăn đi. Ngon mà. Đây quét lên nè, đó, ui chảy nè anh em. Em chảy nè. Ngon á chứ. Đúng đã luôn á. Anh em nào đã từng ăn cái kem tuyết này rồi thì anh em sẽ biết. Rồi. Ngon. Ngon. Để đút anh ăn nha. Ok. Thơm thiệt đó anh em. Ui được vợ đút ăn nè. Đã thiệt chứ. Gì vậy? Sao đút? Nữa là mệt nghe sao cái cho nó nghiến vậy hả? Ủa? Nó thích cho nên mà. Rô mũi rồi anh em ơi. Mà cái này á, ăn cũng ít ít thôi, nó ngọt lắm. Màu ngán, quẹt ít ít thôi là ăn nó lỏi hơn. Ok. Giờ quá. Đã quá. Nút cho anh ăn nha. Thôi, đút cái tuổi nữa. Ôi. Có không? Đàng hoàng nha. Tiếp theo là bánh bông lan. Ok, bông lan hả? Được không? Bỏ cái bánh này lại, ăn bánh bông lan. Bánh bông lan này nó sẽ khá là ngọt. Mà chấm với chung với cái kem tuyết như thế này thì không biết nó như thế nào. Đây bây giờ á, mình sẽ cầm luôn vậy cho anh em nè. Đó, vợ mình sẽ quét lên. À, hai đứa mình chia đôi cái bánh đó đi. Tại anh sợ nó ngọt á, anh sợ nó ngọt cho nên là mình ăn cho nó đó. Rồi, anh một miếng, em một miếng. Rồi quét thử ăn coi coi ngon không. Rồi quét lên để cho anh em xem coi. Đó. Ok nào. Đã không, đã không? Ngon. Ngon không? Mình cũng chắc nó cũng ngọt lắm á. Tại vì cái bánh bông lan nó đã ngọt sẵn rồi. Ôi. Đây. Anh em nhìn cái bánh bông lan đã chưa? Trời ơi nhìn như vậy mà không muốn cắn một cái thì mới lạ đó. Ok. Bây giờ á, ăn nha anh em, mình ăn nha. Ngon hả? Ngon. Công nhận. Tính ra bánh nó ngọt. Cái này ngọt. Cái này mà ăn với đồ ngọt thì nó đúng hơn đúng không? Ăn mà ăn với cái đồ mặn thì cũng ngon á, nhưng mà nó hơi có vị gì lạ lạ. Trời ơi. Chê nữa. Ủa con lính này em ăn chứ không phải anh ăn đâu mà cho ăn mình chê nữa. Em có mà. À có quyền cái luôn cho nên chê nữa cái. Ờ tưởng gì. Tưởng gì hay vậy không. Thôi mà ngon thiệt. Có điều nó hơi ngọt phải không. Em ăn đi, em ăn xong mẻ ra nữa. Hai chồng mình chi đôi, mất công lắm. Công người ta kêu mà người này ham ăn, người kia không được ăn nữa. Nó không phải ham ăn đâu mà chả qua là nó ngon á anh em. Anh em ăn rồi anh em sẽ biết cái cảm giác đó thấy không. Anh em thấy không? À, cũng cái nè. À, rồi. Ngon. Ngon. Đã thiệt lắm. Bây giờ là vợ chồng mình sẽ xịt thêm nha. Tại vì cái này nó cũng gần hết rồi. Tại nãy mình xịt ít đó. Đó. Giờ xịt tiếp nào. Đó, cầm cao lên. Cao lên cho anh em thấy. Đó, cao lên cho nó rớt xuống. Đó, anh em thấy đã chưa. Wow, đã thiệt luôn á. Wow, sướng kìa. Rồi, ok. Vậy được rồi, nhiều quá. Rồi, liếm này ngon lắm. Không, liếm cái. Trời ơi, mỗi lần mà xịt xong á, liếm cái đầu là đã nhất. Ngon. Ngon đúng không? Anh em nhìn đây, đó. Game nè, tuyết nè, đó, đã chưa. Rồi ok, hồi nãy giờ là mình đã ăn một cái bánh snack là bánh mặn. Một cái là bánh ngọt rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái món là mặn luôn. Nhưng mà nàng này nó khác với bánh snack. Đó là một món xúc xích. Ok, một chén xúc xích nha. Mà không biết là ăn cái này với xúc xích có hợp hay không nữa. Nhưng mà kệ nó, ăn thử coi như thế nào. Rồi ok, bây giờ anh sẽ làm cho em ăn nha. Ok, đấy. Xúc xích nào. Quét thử một nửa coi coi nó như thế nào trước đã. Tại vì chưa biết nó ngon hay không nữa. Sợ ăn nó dở nên là. Rồi, nửa đầu thôi nha. Rồi đây, em cắn thử coi. Em cắn thử coi ngon. Cắn nửa thôi để coi nó ngon không. Ngon. Cũng ngon. Ngon hả. Mà nó bằng với cái bánh bông lan nãy không. Không. Không bằng hả. Kép cho nó mặn á.
Không ngon thiệt. Tại vì xúc xích á, rang với tương ớt. Mà cái này là ăn với cái đồ này thì hơi sai. Sai hồi trước. Vậy là cái món này là fail nha. Nãy giờ có hai món kia cũng ok nhưng mà món này là fail rồi đó. Được quá. Thôi, món này fail rồi. Xúc xích fail rồi, cho nên là mối anh em muốn ăn chung với kem tuyết á, đừng có mua xúc xích. Không có ngon. Ok, bỏ qua món này nha. Tiếp theo cái món này mới đỉnh nè anh em. Sandwich. Đó, sandwich là với cái kem tuyết này dám chắc 100% là nó ngon, dám chắc luôn. Ok, bây giờ lột ra ăn sandwich với cái này mới đã. Tại vì cái bánh sandwich này là một cái bánh ngọt mà nó kẹp với kem hay gì ăn vẫn ngon mà đúng không? Bánh sandwich này rất là dễ ăn. Đây rồi, đây. Không có chỗ nên là anh em không cảm phải mở, để dưới mới mở là được. Đây là một miếng sandwich mình okay. Sẽ ăn. Rồi. Để xịt vô cái đã. Rồi đây anh cầm cho xịt cho dễ. Ok, xịt lên đây ăn nó mới đỉnh nè. Đó. Vừa thôi để nó ướt nó chảy ra rồi. Ok. Đấy, trời ơi. Sandwich mà với cái này thì nói chung quá đỉnh luôn không? Rồi, bây giờ á là phải vậy nè. Đó, kẹp anh làm cho em ăn nha. Đó, kẹp lại vậy nè. Đó, anh em thấy sao? Quá đã luôn đúng không? Rồi, em ăn, em cầm em ăn đi. Đó, ngon, ăn thử ngon không? Vào cái bánh này phải đúng đỉnh luôn á. Ừ, chưa đâu, mới miếng ở ngoài à, miếng da, miếng vỏ ở ngoài à, chưa vô bánh đâu. Mày dính kem đúng không? Có dính đúng không? Đó, thêm miếng nữa coi, thêm miếng mềm ngon đúng không? Đó, trời ơi, cái miếng ngoài đây là đúng đúng tuyệt vời luôn nè. Tăng miếng. Ngon quá. Đúng luôn á, sandwich mà với cái kem này thì còn gì bằng. Quá đã. Ngon quá, ăn như hết rồi. Em biết ăn này giống gì không bây giờ? Gì? Giống như là cái bánh bữa mình ăn. Bánh gì mà phô mai tan chảy gì á. Giống giống như này nè, có điều cái này là nó lỏng. Còn phô mai là nó dạ dạ nha. Ngon không? Bánh ngon. Đã thiệt. Ngon. Đã thiệt á, ăn nữa không? Em làm cho anh ăn nha. Ok, tạm năng hả? Ok. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ ăn với cái này. Ok. Đó, trong lúc chờ đợi giờ mình làm cho mình ăn. Ăn nữa là ngon á. Nó thì rất ngon. Thúc thích. Cảm ơn ăn đi em. Không ai không? Ok. Wow. Sao không thấy kem đâu vậy? Em xịt rồi. Rồi hả? Cắn đi. Rồi. Ồ, thương bụi luôn nha. Ăn từ từ thôi. Ngon quá. Không thấy kem sao? Gai quá. À, cái gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Cái gì? Đó rồi. Cái gì đó lỏ rồi anh em. Trời ơi. Cay quá. Trời ơi. Đừng làm vậy nữa. Đổ lấy nước hồi nào hả? Em lấy nãy á, em cho nên hả? Không biết luôn. Cay quá. Ok anh em, bây giờ mình sẽ làm cho vợ mình một cái bánh sandwich kẹp kem tuyết tuyệt vời luôn. Không cho nha. Đây anh làm cho em, anh chịu không? Ok. Ừ, để con không chịu. Đưa anh cho kem tuyết đi. Kem tuyết rồi. Ôi cay quá. Cay nãy giờ chưa hết nữa. Mở cho anh cái nắp. Đây. Đây. Bây giờ cái này mới đúng là tuyệt vời nè. Nó dần. Hơi dần tí anh em. Rồi, giờ xịt lên nha. Đây. Anh em nhìn nè, đó. Bây giờ nó đã mềm rồi cho nên là anh em xịt ra nó còn nước nhìn nè. Đó, rồi, ok. Xịt ra xong á, giờ đưa cái bánh này đây. Đây, một miếng nữa, một miếng sandwich nữa. Xong bắt kẹp lên, anh em nhìn nè. Đó. Này nó hơi dày, nhưng mà anh em thấy không, một cái bánh sandwich mà được kẹp lên đây ăn tuyệt vời luôn. Đây, mời em, ăn đi. Hơi bị ngon luôn á. Mà trong mấy cái món này á, anh thấy
sandwich này là ngon nhất, đúng không? Nếu mà anh em nào không tin á thì anh em cứ mua sandwich về, mua chai kem tuyết về, anh em xịt vô anh em ăn không đã nữa thôi luôn, ngon đúng không? Chấm rồi anh nè, chấm một miếng rồi, ăn vậy mới đã nè, đó, vừa có ngoài vừa có trong luôn. Tuyệt vời. Lâu lâu trở lại ăn kem tuyết này đã, nhờ có vợ của mình á cho nên mới được ăn lại á. Anh em nhìn ở trong nè, đó, giống phô mai tan chảy không, không khác gì luôn rồi ha. Ăn vô nè, đã, đúng không? Công nhận là cái này ăn với kem tuyết quá hợp, đúng không? Đúng không? Ăn nha, ăn nha. Này có miếng mềm nè, ăn ăn nữa. Ok, quá ngon. Ok anh em, bây giờ là mình sẽ ăn dâu theo phong cách sang chảnh, đó là mình sẽ không cần phải đụng vô cái gì hết mà vợ mình sẽ phục vụ cho mình. Anh em nhìn nha. Ok, đây là phong cách sang chảnh mà lần trước mình đã ăn rồi. Đó. Ngon không? Quá đã luôn. Thấy em xịt cho em nữa nè. Lắc lên, lắc lên em, lắc lên. Rồi đừng văng nha. Anh ơi. Ngon lắm em. Quá đã luôn.